Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 13 năm 2017 vừa qua, đã có hai giải pháp của ba em học sinh đến từ Đạ Hoai đoạt được giải 3 trong số 80 giải pháp của 121 em học sinh tham gia trong lần thi này. Và những giải pháp của các em đều là những ý tưởng xuất phát từ cuộc sống học tập lao động và có thể áp dụng trong thực tiễn. Giải pháp dùng bột vỏ sầu riêng để thấm hút dầu, nhiên liệu, dầu diazen tràn vải trên bề mặt cứng của em Nguyễn Hoàng Phúc, lớp 12C3, trường Trung học Phổ thông Đạm Ri, huyện Đạo Ai là một trong những giải pháp như thế. Và trong chuyến công tác về với huyện Đạo Ai trong những ngày gần đây, thì quý vị đã có cơ hội được gặp gỡ và trực tiếp trò chuyện cùng với Nguyễn Hoàng Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cậu học trò này qua cuộc trò chuyện ngay sau đây. Nhà sát quốc lộ 20, Nguyễn Hoàng Phúc, học sinh lớp 12C3, trường Trung học Phổ thông Đạm Ri, thường thấy dầu nhớt, nhiên liệu diazen rơi vãi trên đường trong quá trình vận chuyển. Dù đã được xử lý bằng một số loại bột thông dụng, nhưng vẫn gây trơn trượt, rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông nếu người đi đường không chú ý. Từ lo lắng về sự nguy hiểm đó, Phúc nghĩ đến bài học hóa và những phản ứng hóa học với các loại dầu diazen, rồi nghĩ đến việc tận dụng một số nguyên liệu bỏ đi mà quê mình sẵn có là vỏ sầu riêng để làm ra một loại bột thấm làm sạch hiệu quả hơn. Chào Phúc, vừa qua chị được biết rằng là em có một cái đề tài đạt giải 3 tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng lần thứ 13. Thế thì em có thể cho biết cụ thể hơn về cái đề tài nghiên cứu của mình là gì không? Đề tài của em là nghiên cứu về bột vỏ sầu riêng này để hút dầu tràn vải trên bề mặt cứng, và em sẽ nghiên cứu sâu hơn về vấn đề về hấp thụ dầu trên mặt biển. Bột vỏ sầu riêng thì nó có nhiều cellulose, mà chất đó thì hút sẽ hút dầu hiệu quả, nên em suy nghĩ về bột vỏ sầu riêng dùng để hút dầu. Từ đâu mà em lại có cái ý tưởng là mình sẽ dùng cái vỏ sầu riêng để đưa vào cái nghiên cứu của mình? Tại vì ở khu vực em thì cũng về trồng nhiều sầu riêng, mà mỗi mùa xong thì bột vỏ sầu riêng thải ra cũng khá nhiều, nên quyết định là sử dụng bột vỏ sầu riêng đó để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay, như là tràn dầu trên mặt đường rồi mặt nước gì đó. Khi mà em đã bắt đầu có cái ý tưởng rồi á, thì em nhận được cái sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn cũng như là từ phía nhà trường như thế nào để mình có thể hoàn thành được cái đề tài tốt như vậy? Khi em nói ra đề tài thì thầy cũng hứng thú và kêu em nghiên cứu kỹ, rồi sau đó nói lại cho thầy để thầy biết để hướng dẫn em về cách làm bột vỏ sầu riêng này. Nhà trường cũng tạo điều kiện rất nhiều về chất hóa chất và cũng như là vật liệu để em tiến hành thí nghiệm này tốt hơn. Khi mà em đã có một cái đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng và thực tiễn và cũng đạt nhiều giải thưởng, thế thì trong thời gian tới em có dự định là mình sẽ tiếp tục có những cái nghiên cứu khác ứng dụng và thực tiễn cũng như là góp phần giải quyết một số cái vấn đề ở địa phương mình không? Em cũng sẽ nghiên cứu tiếp về vấn đề này để làm sao cũng giải quyết được ô nhiễm của khu vực em và cũng có thể cho mọi người biết đến cái sản phẩm của em. Trong thời gian tới thì em có cái mong muốn gì, cái mơ ước của mình? Tại vì cũng là năm cuối cấp nên em nghĩ là em sẽ quyết tâm vô trường đại học mình yêu thích. Rồi sau đó, mình thích làm gì? Em trong khi học đại học thì em có thể nghiên cứu thêm về những ứng dụng và sản phẩm kiểu như là để giải quyết ô nhiễm môi trường. Tại vì đại học cũng là nơi để em có sức đam mê về sáng tạo. Cảm ơn em và chúc cho những dự định trong tương lai của em sẽ trở thành hiện thực nha.